Áo dài là trang phục không thể thiếu trong ngày trọng đại cho cả cô dâu và chú rể. Không đơn thuần là chiếc áo dài đỏ, đội mấn mà ngày nay áo dài cưới được thiết kế khá cầu kỳ và đẹp mắt, với nhiều màu sắc và họa tiết in, may theo trang trí khác nhau. Để đáp ứng được những nhu cầu mà đa dạng của khách hàng thì cửa hàng luôn luôn cho ra những sản phẩm đa dạng. Từ mẫu mã, kiểu dáng, chất liệu thì ngoài những cái mẫu áo dài truyền thống sử dụng phong vải dùng hình thức là đắp kết ren cườm thêu vẽ thì hiện tại cửa hàng cũng cho ra những mẫu sản phẩm mới sử dụng như cái hướng lạ hơn, đó là dạng cắt khuyết. Thì mình đánh điểm nhấn là cắt khuyết tạo vị trí eo lưng để có thể tôn lên đường cong cơ thể. Cũng theo thương hiệu thời trang này cho biết, mỗi thiết kế áo dài sẽ phù hợp với từng vóc dáng và không gian tổng thể của tiệc cưới, nên vấn đề tư vấn cho người tiêu dùng đóng vai trò rất quan trọng. Cũng chính vì vậy mà tại cửa hàng này, đội ngũ nhân viên tư vấn luôn là những người có sự am hiểu nhất định hoặc đã được đào tạo về thời trang để giúp người tiêu dùng lựa chọn được chiếc áo dài phù hợp. Bên cạnh đó, cửa hàng này cũng thường xuyên cập nhật các xu hướng thời trang để ứng dụng trong thiết kế áo dài, bổ sung thêm mẫu mới theo định kỳ, giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn. Với những người có số đo hơi lớn, thân hình họ hơi tròn, thì mình nên thiên về những form áo dài truyền thống, sử dụng chất liệu có độ co giãn nhẹ. Hình thức trang trí thì mình sử dụng những cái đắp kết tạo eo và tạo cái độ cong mềm mại. Còn với những người có thân hình mảnh mai hơn thì mình nên thêm về những cái mẫu áo dài cách tân, có thể là sử dụng tà rộng nhiều lớp để tạo độ bồng bềnh và sử dụng những dạng ren 3D để tạo nên sự đầy đặn.